Xin chào các bé, chào mừng các bé đến phần luyện tập toán lớp 4 trên trang trạng nguyên. Chúng ta cùng bước vào vòng 19, bài 1, Châu Vàng Uyên Bác. Chúng ta cùng điền dấu lớn hơn nhỏ hơn bằng vào chỗ này nhé. 495 giây và 8 phút 15 giây. Trước tiên ta phải đổi về cùng một đơn vị đó là giây. Ta đổi 8 phút ra giây nào. 8 nhân với 60 sẽ bằng 480 phút cộng với 15 giây bằng 495 giây. Vậy bằng nhau 5 hectagram 3 decagram thì bằng bao nhiêu? 5 hectamet 3 decamet thì bằng bao nhiêu mét? Đầu tiên 5 hectomet thì sẽ bằng 500m cộng 3 hectomet 3 decamet sẽ bằng 30m sẽ bằng bạn 500 cộng 30 bằng 530m. 24.579 cộng với 34.237. Ta cùng cộng nhanh phép tính này nào. Các con đặt tính rồi tính ra ngoài nhé. Sẽ có đáp án là bao nhiêu nhỉ? Bằng 58.816. 3 phần 2 tấn thì bằng bao nhiêu kg? 1 tấn thì bằng 1.000 kg. Vậy 3 phần 2 tấn sẽ bằng bao nhiêu kg? Chúng ta sẽ lấy 3 phần 2 nhân với 1.000. Các con nhân xem 3 phần 2 nhân với 1.000 bằng bao nhiêu nhỉ? Ta sẽ lấy 1.000 chia 2 trước để tính nhanh là 1.000 chia 2 sẽ bằng 500. Rồi 500 x 3 bằng 1.500 kg. 12 thế kỷ thì bằng bao nhiêu năm? 1 thế kỷ bằng 100 năm. Vậy 12 thế kỷ sẽ bằng 12 x 100 bằng 1.200 năm. 1 năm không nhuận bằng bao nhiêu ngày? Sẽ bằng 365 ngày. 3 phút 25 giây bằng bao nhiêu giây? Ta sẽ lấy 3 nhân với 60 là ra 180 giây cộng với 25 giây là ra 205 giây. 2 phần 5 phút thì bằng bao nhiêu giây? 1 phút bằng 60 giây. Vậy 2 phần 5 sẽ bằng 2 phần 5 nhân 60. Để cho nhanh ta sẽ lấy 60 chia 5 trước bằng 12 rồi đem nhân với 2 sẽ bằng 24 giây. 21 yến 5kg thì bằng bao nhiêu kg? Đầu tiên 1 yến bằng 10kg. Vậy 21 yến sẽ bằng 210kg. 210 cộng 5 bằng 215kg. 5m² bằng bao nhiêu dm². 5m² sẽ bằng thêm mấy chữ số 0 nhỉ? Sẽ thêm 2 chữ số 0 bằng 500dm². Vậy là chúng ta đã qua bài 1, chúng ta bước vào bài 2. Chọn đáp án thích hợp vào chỗ trống nào. 450 tấn và 300 yến thì bằng bao nhiêu tấn? Trước hết thì 1 tấn thì bằng bao nhiêu yến nhỉ? 1 tấn sẽ bằng 100 yến. Vậy 300 yến sẽ bằng 3 tấn. 450 cộng 3 bằng 453 tấn. Một hình thoi có độ dài 2 đường chéo lần lượt là 40 decimet và 60 decimet tính diện tích hình thoi. Diện tích hình thoi sẽ bằng độ dài 2 đường chéo nhân với nhau và chia cho 2. Ta sẽ lấy 40 nhân với 60 sẽ bằng 2.400 rồi chia 2 bằng 1.200 decimet vuông, và ta phải đổi ra mét vuông sẽ bằng 12 mét vuông. Một hình chữ nhật có chiều dài là 45m, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Vậy diện tích khu đất là bao nhiêu mét vuông? Ta sẽ phải đi tính chiều dài. Chiều dài sẽ bằng 45 chia cho 3 là sẽ ra 15. Rồi diện tích của khu đất sẽ là chiều dài nhân chiều rộng bằng 45 nhân 15 bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng 675 mét vuông. Người ta xếp đều 240 bộ bàn ghế vào 15 phòng. Vậy số bộ bàn ghế của mỗi phòng là bao nhiêu? Ta sẽ lấy 240 chia cho 15 là ra 16 bộ. Trong các số này thì số chia cho 5 là số nào? Số chia cho 5 là những số có tận cùng là 0 hoặc 5. Vậy trong những số đây thì có số nào nhỉ? Chỉ có đúng số 345 là có tận cùng là 5 thôi. Số vừa chia cho 2 và 5 thì chữ số tận cùng là chữ số nào? Chia cho 2 là những số chẵn, còn chia cho 5 là tận cùng là 0 và 5. Vậy thì số chẵn mà lại tận cùng là 0 hoặc 5 thì chỉ có là số 0 thôi. Vậy đáp án là chữ số 0. Mẹ hơn con 20 tuổi, hiện nay tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con. Vậy tuổi con hiện nay là bao nhiêu tuổi? Ta sẽ thấy được là 20 tuổi này sẽ ứng với mấy phần nhỉ? Mẹ gấp 5 lần tuổi con. Vậy thì cái 20 tuổi là ứng với mấy phần nhỉ? Ta sẽ lấy 5 phần trừ đi 1 phần là bằng 4 phần đúng không? 4 phần bằng nhau. Vậy 1 phần sẽ ứng là
20 chia 4 bằng 5 tuổi. Vậy hiện nay con là 5 tuổi. Và ta thử lại mẹ sẽ là bao nhiêu? Mẹ sẽ là 20 cộng 5 bằng 25. Và 25 gấp 5 lần 5. Vậy đúng lúc hiện nay tuổi con là 5 tuổi. Trên bản đồ tỷ lệ 1 chia 10.000, quãng đường AB dài 2cm thì độ dài thật của nó là bao nhiêu mét? Ta thấy tỷ lệ ở đây là 1 chia cho 10.000. Vậy quãng đường AB ở trên bản đồ là dài 2cm thì độ dài thật của nó là bao nhiêu mét? Trước tiên ta xem nó dài bao nhiêu cm trước nhé. 1 chia 1.000, vậy đây là 2 sẽ là 2 nhân với 2 sẽ bằng 2 nhân với 2 à, 2 nhân với 10.000 sẽ bằng 20.000 cm đúng không? 20.000 cm thì sẽ bằng bao nhiêu mét nhỉ? Sẽ bằng 20.000 này, đây là 20.000 cm. Vậy thì ha, đổi ra mét sẽ bớt đi 2 trừ số 0 là còn 200 m. 9/8 của 32 là bao nhiêu? 9/8 của 32 chính là 9/8 nhân 32. Ta sẽ lấy 32 nhân với 9 là bằng 288 rồi đem chia cho 8. Sẽ ra là 36. Điền đáp án thích hợp nào, 64 giây thì bằng bao nhiêu phút? 4 giây nào. Ta sẽ lấy 64 trừ đi 4 giây này là còn 60 giây, vậy bằng 1 phút, 60 giây bằng 1 phút. Chúng ta bước sang bài 3. Bài 2 chúng ta bước sang bài 3. Trung bình cộng của hai số là 20, biết một trong hai số là 32, vậy số còn lại là bao nhiêu? Khi biết trung bình cộng của hai số này ta sẽ biết được tổng là bằng cách lấy 20 nhân 2 bằng 40. Vậy thì số còn lại sẽ là 40 trừ đi 32 sẽ bằng 8. Trung bình cộng của 25, 70 và 37 là bao nhiêu? Ta sẽ cộng 3 số này lại rồi đem chia cho 3, ta lấy 25 cộng 70 cộng với 37 sẽ bằng 132, đem chia cho 3 sẽ bằng 44. Diện tích hình thoi ABCD là bao nhiêu cm vuông? Biết AC bằng 3cm, BD bằng 6cm. Khi các con vẽ hình ra, các con sẽ thấy là AC và BD chính là hai đường chéo. Vậy thì diện tích của hình thoi này sẽ bằng hai đường chéo nhân với nhau rồi chia cho 2. 3 x 6 sẽ bằng 18, chia cho 2 sẽ bằng 9cm vuông. Một lớp có 30 học sinh này. Số học sinh nam nhiều, số học sinh nữ là 6 em. Vậy số học sinh nam là bao nhiêu? Có 30 học sinh và nam sẽ nhiều hơn nữ là 6 em. Vậy số học sinh nam sẽ là 30 cộng 16 rồi chia cho 2. 30 cộng 6 bằng 36, chia cho 2 là bằng 18 học sinh. Trong các khoảng thời gian sau, khoảng thời gian nào là dài nhất? Thì ta sẽ đổi quy đổi ra giây nhá. Tất cả quy đổi ra giây cho dễ nào. 36 phút quy đổi ra giây nào. 36 x 60 sẽ bằng 2160 giây, vậy lớn hơn 620 giây rồi. Vậy đáp án A là loại đầu tiên. Tiếp tục 1/5 giờ nào. Bây giờ chúng ta sẽ quy đổi ra phút hết, bởi vì đây sẽ là, bởi vì đáp án A là loại rồi. Vậy thì ta đổi 1/5 giờ ra phút, sẽ lấy 60 chia 5 bằng 12 phút, loại đáp án C. Tiếp tục 3/10 giờ nào. Đổi ra phút nào. 1 giờ bằng 60 phút, ta lấy 60 nhân với 3/10 nào. 60 x 3/10 bằng 18 phút. Vậy 36 phút là lớn nhất, dài nhất luôn. 2/3 của 45kg là bao nhiêu? Ta lấy 2/3 x 45. 2, ta lấy 45 x 2 trước rồi đem chia cho 3 là ra 30kg. Chu vi hình chữ nhật là 56m, chiều dài là 20m. Diện tích hình chữ nhật là bao nhiêu mét vuông? Nào, ta sẽ đi tìm được nửa chu vi nào. Sẽ bằng 56 chia cho 2. 56 chia cho 2 sẽ bằng 28. Vậy chiều rộng sẽ là 28 trừ đi 20 bằng 8. Vậy thì diện tích lúc này là 20 x 8 bằng 160 m vuông. Diện tích hình chữ nhật có chiều dài 40 m và chiều rộng 31 m là bao nhiêu m vuông? Ta sẽ lấy 40 nhân với 31 là sẽ ra là 1240 m vuông. Hôm nay là thứ hai, ngày 29 tháng 2. Vậy sau bao nhiêu năm nữa mới có ngày 29 tháng 2? À, ngày cái năm mà có 29 tháng 2 cho nên năm nhuận. Mà năm nhuận là 4 năm mới có một lần. Vậy thì là 4 năm nữa thì mới có ngày 29 tháng 2. Tổng số tuổi của hai chị em Hoa là số chia hết cho 4, lớn hơn 20 và nhỏ hơn 25. Vậy sau 5 năm nữa, tổng số tuổi của hai chị em là bao nhiêu? Vậy thì ta phải tính tổng số tuổi của hai chị em hiện nay là bao nhiêu đã. Là số chia cho 4 lớn hơn 20 và nhỏ hơn 25 chính là số bao nhiêu nhỉ? Số bao nhiêu đây?
số bao nhiêu mà chia cho 4 mà nhỏ hơn 25 nhưng lại lớn hơn 20 nhỉ? Chính là số 24 đúng không? Số 24 chia cho 4, 24 chia 4 bằng 6. Vậy lúc này tổng của số tuổi của hai chị em là 24. Vậy sau 5 năm nữa tổng số tuổi của hai chị em là bao nhiêu? Sau 5 năm nữa thì tổng số tuổi của hai chị em sẽ tăng lên là 5 cộng 5 bằng 10. Vậy ta sẽ lấy 24 cộng 10 bằng 34. Vậy là chúng ta đã qua vòng thi số 19 kết thúc của lớp 4. Các con nhớ là hãy thường xuyên lên trang trạng nguyên.edu.vn để theo dõi các bài giảng khác trên này nhé. Tạm biệt các con.